Hello, hello, chào anh em, chào anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ các video clip về kinh nghiệm cá nhân của mình cho anh em coi nha. Thì hôm nay mình sẽ không hướng dẫn về một cái tips, một cái trick về SOLIDWORKS nữa. Mình sẽ không hướng dẫn về vẽ 3D hoặc là bất kỳ một cái giải pháp hay solution nào về SOLIDWORKS hoặc là 3D, mà mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề hoàn toàn khác. Đó là chủ đề về sửa con chuột của mình, chứ không phải chuột này nào hết. Đây là con chuột của mình, là con chuột MX Vertical. Mình mua cách đây 1,5 năm gì đó, và nó bây giờ nó đang bị cái nút nó bị hư. Nói sơ qua về con chuột này nhé, thì con chuột này mình sẽ để một cái link, một cái description về con chuột ở dưới. Con chuột này của Logi, mình mua nó vào 100 đô và ship về Việt Nam, tổng phí tất cả nó rơi vào 2 triệu 6, 2 triệu 8 gì đó. Mà hiện tại Tiki cũng đang bán rồi, và Tiki bán trực tiếp trên Tiki, mọi người có thể order trên Tiki và nó nhanh hơn là mình mua từ Mỹ hoặc là Amazon rất là nhiều. Rồi, thì tại sao con chuột này mình muốn chia sẻ cái quá trình mà mình sở hữu con chuột này, bởi vì ở Việt Nam mình rất là ít người, hoặc là nói về kiểu hoàn toàn thế giới thì mình cũng chưa thấy ai mở, ai tháo con chuột này ra bao giờ. Thì mình sẽ chia sẻ một cái video clip tháo con chuột này ra và sửa nó, sửa cái switch bên trong này. Và lý do tại sao cái switch này mình làm hư là bởi vì mình để nó trong ba lô á, vì cái hình dáng của nó này rất là đặc biệt, nên là mình để nó trong ba lô, và cái nút ở trên này nó bị cấn. Khi bị cấn lúc nào nó cũng bị đè xuống cái này, thì cái lực đàn hồi của cái lò xo trong cái switch ấy nó sẽ bị giảm đi và nó không còn cái lực đàn hồi nữa. Thế nên là cái nút chuột trái của mình nó đang bị có vấn đề, nên là mình sẽ tháo ra và thay bằng một con switch khác của một con chuột có dây. Con chuột có dây này chắc cỡ 80.000 hay 60.000 đó thôi. Chắc chắn rồi là cái switch của con 80.000 này, con chuột có dây này nó sẽ không không tốt bằng con chuột của Logi rồi, vì Logi toàn dùng những cái loại switch xịn thôi, vì cái hàng tiền nào của đấy mà. Nếu mà mình mua một con hàng có chất lượng thì họ sẽ dùng những cái hàng chất lượng, những con switch chất lượng, nhựa tốt và cao su tốt và thiết kế tốt cho mình thôi. Nhưng mà anyway, mình chỉ cần nó hoạt động được thôi. Ok, mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cách mà mình sửa con chuột này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cách mở con chuột này ra cho các bạn xem nó như thế nào. Đây, mình thấy có hai cái tấm lót này. Tấm này nó đặc biệt, nó không giống con chuột bình thường, nó sẽ có cái tấm này để mình di cho ma sát nó bớt ma sát đi á, trơn á. Mình nghĩ là mấy con ốc nó sẽ ở dưới đây. Nhìn xung quanh sẽ không thấy một chút cái dấu vết của con ốc ở đâu cả. Chắc là đây. Đúng rồi. Cái hình có hai lớp. Này có hai lớp, mình sẽ kể hết hai lớp ra. Đó. Rồi, bây giờ xử lý mấy lớp thôi. Mấy con ốc này có độ dài nó không có bằng nhau này. Ý là độ sâu của cái lỗ mấy con ốc ạ, nó không có bằng nhau. Sâu hơn.
May quá có luôn, còn tôi biết đây. Tiêu sắp vào nóc rồi, mình phải đi tìm vào nóc. Bốn con năm con đây, bên trong còn MX Vertical. Đây nó có một pin này, một bo mạch này, mắt nhìn này. That's it. Rất là đơn giản. Bên trong rỗng hết, có bo mạch thôi. Như bình thường thôi, chỉ là thiết kế về cái hình học để cái độ ôm tay và bám tay nó khác thôi. Bây giờ mình sẽ phải tiến tới cái vùng trên này, lấy cái cục switch nó ra, tháo cái này ra. Ok, tách được phần đuôi ra ha. Phần trên đây có rất là nhiều ốc này, con ốc màu đen này này. Bây giờ mình sẽ phải sửa những con ốc này. Thì hiện tại hồi mình mua cái con chuột này á, là nó chưa có ở Việt Nam, chưa mà đâu có, mình kiếm hoài không một chỗ nào có hết. Tiki, Lazada, Shopee hoặc là những cái đại lý bán lẻ cũng không có. Mình nói mình phải đi lên Amazon mình mua, phải ship từ Mỹ về đấy. Nhưng mà hiện tại thì thị trường đã khác rồi. Hiện tại thì mình đã thấy trên Tiki có bán con chuột này nhập từ nước ngoài luôn, nhập từ Mỹ luôn. Giá của nó thì cũng ngang bằng với cái giá của mình hồi mua, cái lúc mình mua trên Amazon. Tổng chi phí nhá, tổng chi phí mình mua trên Amazon về tất cả là 2,6 triệu hay là 1,8 triệu gì đó mình không nhớ. Nhưng mà hiện tại giá trên Tiki cũng khá là tốt, cũng dịch vụ thì cũng được. Sẽ có lắm không? Các bạn nếu mà muốn mua con này thì có thể dùng lên Tiki hoặc order. Hiện tại thì nó đã có rồi đó. Thì khi dùng con chuột này thì mới thời gian đầu thì mình làm quen với nó cũng khá là nhanh thôi, mất cỡ tuần hay tuần nữa thôi phải làm quen nó, vì cách cầm chuột và cách dê chuột nó khác. Bình thường con chuột của mình ấy, ví dụ con chuột thường này mình dê bằng cả ngón tay đúng không, nhưng mà con chuột này mình dê bằng quỷ tay này, nó khác, cách dê chuột nó khác. Thế nên là để mà làm quen với con chuột này, và con chuột này không dùng cho chơi game nhá, chỉ cho anh em thiết kế như thiết kế đồ họa hoặc là làm văn phòng thôi, chứ chơi game thì mình không khuyến khích, vì con chuột này nó không có di nhanh được. Mặc dù cái DPI của nó rất là cao, DPI lên 4000 cơ. Hết ốc rồi. Nó có mặc vào cái này đây. DPI con này lên 4000 cơ. Nhưng mà nó, cái thao tác của dịch vụ nó không thể nhanh được, nên là không thể chơi game. Đây, còn cái dính nữa không? À đây, có một cái khớp. Lấy ra. Tương tự đây, còn cái này.
đây là một cái này. Đây bên trong khá là công phu với chi tiết. Đây, cái này mình để đây ha. Rồi. Rồi bây giờ phần cái tay làm này, tay bốn lóc này. Thả ra thôi. Nút nhấn. Thì mình có đã từng kiếm trên mạng để xem cái nút nhấn của cái Logi này hoặc là nút nhấn của chuột, nhưng mà không thành công, không bán lẻ, nên mình sẽ phải hy sinh một con chuột có dây của mình để mình thay con chuột này. Nhưng mà chắc chắn là cái mình nghĩ là cái nút nhấn của cái con Logi là sẽ hịn hơn, sẽ mắc tiền hơn, sẽ tốt hơn là cái con chuột mà có dây bình thường của mình. Đó, hai cái nhấn. Ok. Đó, đây là bên trong nội thất của em ấy. Nào đây, cái nút nhấn đây, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ phải tháo con này ra, tiếp tục kiếm. Đây bốn con nữa. Chưa ra. Đây, nguyên bộ con lăn. Nguyên bộ con lăn của Logi. À, bây giờ còn hai cái nút nhấn chơi chọi đây thôi, một con, hai con nút nhấn này. À, mình sẽ lấy con nút nhấn bên phải này, và bên trái chứ, thay nó, tiếp tục tháo. À, đây có hai con ốc này đã tháo ra rồi này. Con này nó nối bằng hai cái mạch nối này. À, con này nó nối mạch như này. Vậy bây giờ là mình chỉ cần lấy mỏ hàn, mình làm nóng ba cái chân này ra và rút cái switch này và thay bằng switch của cái con chuột có dây kia thôi. Rồi để đây đã, bây giờ mình sẽ tháo con chuột có dây ra và sau đó lấy cái switch của nó. Chuột có dây, cái chuột có dây Trung Quốc này nó rất là kiểu chả có gì trong bên trong cả, nội thất nghèo nàn. Ui, một phát bung ra luôn. Đây, cụm con lăn của những cái con chuột này nó quá là quý báu, nó còn phải thêm cả một cái miếng sắt đây cho nặng. Vậy đây là toàn bộ bo mạch của nó này, rất là nghèo nàn ha. Rồi đây mình có switch
một hai cái này và một cái squid của chỗ giữa này, chỗ giữa này, một cái chỗ trái chỗ phải chỗ giữa. Vậy xem nào, xem kích thước nó có bằng nhau không. À, Logi đang dùng cái con của C đây, 2588C11. Không biết là mình mua con này ở đâu để mình thay thế cho nó chính xác, nhưng mà lấy cái thay vào y chang. Các bạn thấy không, kích thước giống nhau và cái chiều dài ấy giống nhau, là mình nghĩ là mình có thể thay được ha. Cũng ba chân rồi, mình sẽ đi lấy họ hàn và châm ba chân này ra. Này, mình đã lấy được một cái mỏ hàn và là thiếc để bù vào cái chỗ mà mình muốn bỏ đi. Rồi, bây giờ thế nào? Bây giờ làm cho chảy nó ra và lấy ra suối ra thôi. Đơn giản. À, một con à, mất công lấy luôn con nữa. Đó. Vậy là ra. Ok, là mình hai có hai cái squeak và còn cái squeak của chỗ giữa nữa, nhưng mà thôi lấy làm gì nữa, lấy làm gì nhiều. Bây giờ là công việc tháo cái squeak của con MX ra. Thì tháo con switch của con MX ấy, thì có khả năng là nó sẽ phải cần cái sự cẩn thận nhiều hơn, bởi vì nó rất là dễ hư cái con mạch bo mạch. Nếu mà mình đụng vào bo mạch thì có thể nó bị hư, thế nên là mình sẽ phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Hàng nó rất là xịn, họ làm chỉ vừa đủ thôi, không dư chỉ. Mình phải cắt bớt ngắn chân đi vì cái chân nó hơi dài này. À, nó hơi khó. Để cắt thì mình sẽ dùng một cái bấm móng tay, mình không có kìm, cái kìm của mình nó cũ lắm rồi, mình từ cái thời mình còn đi học. Thế là bây giờ mình sẽ lấy cái bấm móng tay mình cắt đi cũng được. Tiếp tục lấy nó ra nào. À, đây là con squid của Logi. Còn khá là nóng. Thay thế nó vào đây thôi. Thì trước khi nó thế mình phải làm cái khâu là làm sạch cái bao mạch này. Rồi. À, ngoài ra đó mình cũng phải làm, mình nghĩ là mình phải làm sạch cái chân này của cái con switch cũ, đút vào cho nó dễ. Ok, rồi xem chiều nó là chiều nào. Logitech có con cái switch tên là Omron. Đây là Omron. Hai thằng thì đều có kích thước giống nhau ha, vậy nên là mình có thể thay đổi cho nó được. Còn con chuột này thì không biết mình là tên là gì đây, khó. Rồi perfect, nó đã khít khít luôn. Bây giờ mình chỉ cần hàn thiếc vào thôi.
mà trước hết là mình hàn chết chân vào thì mình sẽ phải thử xem đã, bởi vì chưa chắc con này đã hoạt động tốt với cái con chuột Logitech, con chuột máy máy Vertigo của mình phải test nó này xem nó có được hay không, không lại mất công. Ok, rồi thử gắn thử vào đây xem. Bật công tắc lên. Rồi có đi ha. Bấm chuột xem nào. Ok, gút. Nó hoạt động ha. Hoạt động bình thường. Tốt, nó chạy tốt đấy. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại thôi. Nó xếp. Bây giờ mình sẽ hàn cứng nó vào. Hàn nhiều nhiều thiết vào. Và mình thử sẽ lắp lại. Xem nó hoạt động thế nào. Đây các bạn thấy không? Bây giờ con chuột của mình có hai con squid khác nhau này, một con đỏ một con trắng. Con trắng của Omron và Logitech thì dùng cái squid của Omron. Còn là mình thay một con chuột là thay một cái switch ngoại 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 ra ngoại đạo vào đây. Ok, bây giờ là cái cục lăn này nhưng mà trước hết mình phải thử cái nút này vào vị trí của cái con nhấn của cái Logitech ấy. Không biết nó sẽ đúng trùng với cái nút đầu đỏ này không, nên là mình sẽ phải thử. Ok, kêu tanh tách luôn. Vì nãy mình cũng ướm chừng cái kích thước đó rồi, mình nghĩ là nó sẽ vừa thôi. Đi, nó loạn cái máy tính. Nó rất là hay, Logitech mình chỉ cần xài một con receiver thôi và mình có thể xài được hẳn hai con chuột cùng trên cùng một máy. Thế nên là mình kết nối
là hai con mà cùng bật là chạy loạn xạ này. Mà cục receiver của Logitech thì hỗ trợ tối đa như là được 6 thiết bị thì phải. Mình cũng không nhớ rõ nhưng mà bữa mình có coi đâu đó là vậy. Rất là khủng đúng không? Kết nối bàn phím, chuột rồi mọi thứ, sản phẩm của Logitech. Hai con này dài hơn. Rồi bây giờ mình việc trải nghiệm thôi. Mình sẽ lắp cái này vào đã thôi là xong rồi. Hai miếng này rất là quan trọng, nó giúp cho mình trải nghiệm con chuột nó mượt mà, nó không có bị không có còn ma sát nữa. Và cũng tăng cái tính thẩm mỹ con chuột, che hết được cái mấy con ốc này đi. Rồi lướt những con chuột bình thường. Nhưng mà mình cũng phải cảm nhận là cái độ nảy của cái nút, cái bút này, cái switch này nó không được tốt bằng cái độ nảy của con chuột zin, của con zin. Con zin này nó nảy rất là sướng tay. Con này nảy kiểu nghe, bạn nghe thấy không? Cái cách nghe nó không có độ mạnh nào hết. Con này nảy rất là sướng. Ok. Nhà mình có gì dùng đấy thôi, thế nên là chấp nhận. Độ này nó không được bằng ha. Nhưng mà thôi, chấp nhận. Có gì xài đấy. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip lần sau nhé. Anyway, nếu mà các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào về số cuộc hoặc là vấn đề gì về thiết kế 3D thì cứ liên hệ mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngoài này như vậy. Rồi hy vọng các bạn thích cái video clip của mình và nhớ subscribe và đăng ký kênh của mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.